Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi, tấm gương cách mạng của Quảng Nam. Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Chỗi sinh năm 1940 tại tỉnh Quảng Nam. Với tình yêu quê hương và lòng căm thù quân xâm lược sâu sắc, nên mặc dù mới cưới vợ được 10 ngày, anh vẫn xung phong nhận nhiệm vụ cùng đồng đội tiến hành cài mìn ở cầu Công Lý. Không may việc bị bại lộ, anh bị địch bắt. Để đảm bảo an toàn hoạt động và tính mạng cho đồng đội, anh đã nhận hết trách nhiệm về mình. Sau một thời gian giam giữ, tra tấn, địch đưa anh ra xử tại tòa rồi kết án tử hình. Giây phút cuối cùng, anh dõng dạc hô to: "Hãy nhớ lấy lời tôi! Đã đạo đế quốc Mỹ! Đã đạo Nguyễn Khánh! Hồ Chí Minh mau nằm! Hồ Chí Minh mau nằm! Hồ Chí Minh mau nằm! Việt Nam mau nằm!" Sự hy sinh của anh đã góp phần cổ vũ, tăng thêm nghị lực đấu tranh của các anh em đang bị tù đày, khơi dậy ở lớp thanh niên ngày ấy ý chí chiến đấu gan dạ hơn, sôi sục hơn. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.